Thời gian gần đây, lượng khách mua nhà tìm kiếm căn hộ tại các chung cư đã qua sử dụng tăng đáng kể. Chung cư cũ có nhiều lợi thế như đã có sổ hồng, nội thất hoàn thiện và nhiều thuận lợi khác. Theo đó, đại diện một số trung tâm giao dịch bất động sản cho biết từ quý 2 đến nay, người mua nhà có xu hướng tìm mua căn hộ cũ. Lý do thị trường cho nhà đầu tư đầu cơ đang gặp khó nên đa phần giao dịch đều là người mua nhà có nhu cầu ở thật. Người mua nhà có nhu cầu ở thật khá e ngại những khu đô thị mới xa trung tâm, không thuận lợi việc đi làm, con cái đi học, thiếu cơ sở hạ tầng. Vì vậy họ ưu tiên lựa chọn gần dù là căn hộ cũ. Với xu hướng giá bán các căn hộ sơ cấp đều tăng cao và dự án mới đều nằm tại phân khúc cao cấp, thì từ nay đến cuối năm lượng người tìm mua chung cư cũ sẽ tăng lên. Tuy nhiên giá căn hộ thứ cấp mua đi bán lại sẽ có biến động tăng nhẹ trong nửa cuối năm vì nguồn cung căn hộ cũ tại thành phố Hồ Chí Minh hạn chế. Hơn nữa, những người mua căn hộ đều có nhu cầu ở thực lâu dài nên nguồn cung sẽ giảm dần, căn hộ cũ được chào bán cũng không nhiều.